Hello, xin chào tất cả quý vị anh chị nhé. Hiện nay em đang đứng trước màn hình nhỏ của các bác. Em đứng giữa hai chiếc Hyundai Solity và một chiếc là 2017 và một chiếc 2018 của bên em vừa mới về xong. Vâng, thì em vừa về nên em quay qua cho anh chị biết rằng là bên em đang có hai cái đời, đó là 2017 và 2018 đấy, là một xe Hyundai Solity. Vâng, thì về chiếc xe này thì có thể nói là khá là đẹp, chuẩn chỉ này, xe không có tai nạn, không có được nước gì cả. Em sẽ mời tất cả quý vị và anh chị đi qua hai chiếc xe này nhé. Vâng, đây là hai mẫu xe Hyundai Solity của bên em, xe cũng khá là đẹp chuẩn chỉ, vừa mới về chưa dọn rửa gì, khá là. Đây là em quay qua cho chị về hai cái mẫu xe Hyundai Solity này, chiếc thì đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, còn chiếc là vừa mới về. Đấy, anh chị mà có nhu cầu về những mẫu xe này bên em khá là đẹp luôn này. Đấy, xe cũng khá là chất xe, không phải suy nghĩ gì về cái dòng xe này cả, xe này của bên em thì khá là chất, khá là đẹp luôn. Vâng, quay qua cho anh chị và ngày mai em sẽ cho đi đánh bóng dọn rửa để đăng lên cho anh chị xem về hai mẫu xe Hyundai Solity này của bên em nhé. Thấy chưa? Mới về quay luôn cho anh chị để anh chị biết rằng là lúc về nó như nào và khi mà em đánh bóng dọn dẹp xong thì xe nó đẹp cỡ nào. Và em xin chào toàn thể quý vị anh chị nhé.